Một thông tin cảnh giác đến quý vị khi thời gian gần đây, tình trạng các đối tượng giả mạo công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản đang có chiều hướng gia tăng. Dù được các cơ quan chức năng liên tục cảnh báo, nhưng nhiều người vẫn sập bẫy bởi các chiêu trò của các đối tượng ngày càng tinh vi. Mới đây, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Minh Hùng, 37 tuổi về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hùng khai nhận do thua cá độ bóng đá nảy sinh ý định lừa đảo. Đối tượng giả danh cảnh sát kinh tế, cảnh sát giao thông công an tỉnh Đắk Lắk lừa đảo hơn 20 nạn nhân, số tiền y chiếm đoạt trên 150 triệu đồng. Có được tiền, Hùng sang Campuchia đánh bạc. World Cup cuối tháng 11 thì em có đá một trận banh là Pháp gặp Australia, thì sau đó em thua tiền. Sau đó bắt đầu em nảy sinh ý định tự xưng mình là phòng cảnh sát giao thông tỉnh Đắk Lắk. Và ngoài ra còn giới thiệu là đây là tên Hùng, là cảnh sát kinh tế bên thành phố Buôn Ma Thuột và yêu cầu hỗ trợ ít tiền. Và sau đó doanh nghiệp chuyển tiền và em đã sử dụng. Trước đó, Công an tỉnh Đắk Lắk liên tiếp nhận đơn trình báo của người dân, nhà xe và doanh nghiệp tố cáo đối tượng nam gọi điện thoại đến tự xưng là cảnh sát giao thông và cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk lừa đảo chiếm đoạt tiền. Còn đây là đối tượng Nguyễn Minh Cường, 51 tuổi, trú huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Cường giả danh là công an quận Cầu Giấy, lừa đảo chiếm đoạt tiền của chị Phan Thị Anh và Lý Thị Nhung. Mục đích lo lót là xin cho người thân hay bị hại tại ngoại. Đối tượng này còn có quân phục công an, kèm những dụng cụ đi kèm. Cường lừa đảo hơn 50 triệu đồng, sử dụng số tiền để trả nợ, tiêu xài cá nhân. Bản thân các cái đối tượng khi mà giả danh công an như vậy thì ngoài cái việc là chúng nắm bắt được cái tâm lý ra thì chúng cũng có thể là có những cái nhiều những cái thủ đoạn khác đấy, chẳng hạn như là cái cách ăn nói ấy, hoặc là những cái hành vi của các cái đối tượng nó lại thể hiện cái sự rất là tinh vi, rất là xảo quyệt. Và đặc biệt là những cái người mà có cái nhu cầu tiếp cận với công an để nhờ vả những việc nọ việc kia thì bản thân họ cũng là những cái người mà đang có những cái dính líu nhất định. Để nhận biết đối tượng giả danh công an, người dân cần tìm hiểu những thủ đoạn phổ biến, nâng cao cảnh giác, không vội tin người lạ. Trang phục công an nhân dân là các mặt hàng đặc thù chỉ được sản xuất cung cấp bởi các đơn vị được cho phép và chỉ được cấp phát sử dụng cho cán bộ chiến sĩ công an nhân dân. Người được cấp phát có trách nhiệm bảo quản, giữ gìn và sử dụng đúng mục đích, đúng quy định. Cá nhân tổ chức sử dụng trái phép trang phục ngành để giả danh công an nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Các đối tượng thường lợi dụng sự thiếu hiểu biết, niềm tin của người dân vào ngành công an, từ đó đưa ra các hứa hẹn hoặc dọa nạt để chiếm đoạt tiền, tài sản của người bị hại.